có thích đi Cù Lao Mai được chơi không? Dạ không, đi đây à. Cù Lao Mai chơi vui lắm. Sầu riêng chất dữ lắm hả? Dạ. Sầu riêng chất dữ lắm hả? Dạ dạ. Và chú bò á. Bên đó nó bán cái gì vậy chú? Nó bán đồ ăn đó chứ. Chạy cặp 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 chứ qua quảnh gần gần á chú cho coi. Hả? Chạy cặp cặp gần gần á bên đó đó. Ở đây chú còn chạy vô đó. Dạ dạ. Đường đó thì ba. Không tiền còn đường đó đó. Dạ. Bây giờ hết trả nổi cho mình ghé là mình vừa hổ tiếng á. Lên không? Đây là điểm tham quan của mình ghé lên mình tham quan, mình muốn mua gì muốn mua thôi chứ không ghé mình. Hủ tiếu nha mẹ. Đây xíu mình lên mà.
nhán số nha, nhán số kìa. Nó quay kẹo cái gì đó. Quay nè, nè, nè. Kẹo dừa. Hả? Hãy quay nè. Làm kẹo dừa đây nè. Ở đây. Thông báo phòng phố của chú anh chị mang mã số trên tay L078. Mình nhân khẩu kẹo. Phố của Sài Gòn của chú anh đang chuẩn bị rời bến nha. Kìa. Nuôi. Ăn nè. Này về nấu rồi mới ăn. Ăn thử á. Hủ tiếu chiên giòn. Hủ tiếu chiên giòn. Đi đi
đi đi đi. Rồi mời cô mang mã số 534 mấy màu hồng mời thầy trò cô ơi. Xin các bạn mời cô mang mã số 534 mấy màu hồng mời thầy trò. Rồi. Mời mọi cô chú anh chị bước lên giờ này đều có một mã số trong tay để mình đăng ký vui lòng giữ cho mấy mã số này nha. Nha pháp lo mã số này là tạo mình sẽ rời với lên trên. Hủ tiếu do những tiếu giữa sông nước mà khi nào có em bé vui lòng bấm tay với em bé thì mẹ cũng bước qua lại với các mẹ tất cả bước chân phía dưới cho mẹ một chân cái gì chị cho bánh hủ tiếu ngọt bánh hủ tiếu ngọt Đó để cho anh sang nó chiếu cho.